làm chương trình Bà Phương Là Vua xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, kính thưa toàn thể hồi hôn. Yêu và được yêu là niềm khát khao trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, sự vun vén của hai bên gia đình đã cho phép đôi bạn trẻ của chúng ta trong tình người gắn vương, họ đã đưa con thuyền của mình cập sống đến bờ hạnh phúc. Kính cửu, kính thưa toàn thể hồi hôn, không để toàn thể hồi hôn chờ lâu hơn nữa. Và ngay sau đây, mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ngửa hai mắt long lanh của mình ra cánh cổ duyên hôn để chào đón đôi tân ương, tân lang đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời vợ dâu thị tư sánh diện cùng chú đệ, chú rể Đức Phương, chúng ta sẽ cùng tay trong tay bước lên sân khấu tình yêu để làm buổi lễ ra mắt diễn kiến với toàn thể quý vị quan khách. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời lời chào và tay thật lớn thật là lớn. Kính thưa toàn thể quý vị, còn gì đẹp trên đời đẹp hơn như thế, hạnh phúc nào bằng cụm cười lứa đôi. Hai vợ trẻ của chúng ta đang tay trong tay dìu nhau về tổ trăm năm hạnh phúc trọn đời thủy chung. Nhìn đôi bạn trẻ của chúng ta như thể đôi chim ăn đi đằng trước còn đặt cừu đằng sau, nhìn đôi bạn trẻ của chúng ta như thể đôi tằng cùng ăn một lá cùng nằm một tông. Và đúng là hoa hé nở vào ngày vui tới, và cũng là ngày cưới của đôi ta cho những cánh chim bay khắp dài ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Kính thưa toàn thể luôn, và hiện diện trên sân khấu tình yêu của chúng ta lúc này đây là cô dâu Thị Thu sánh diện cùng chú rể Đức Phương. Dạ vâng, xin toàn thể hồi hôn chúng ta sẽ vang lên một tràng vỗ tay thật lớn lớn nữa để chúc phúc là quê đi ơi. Thưa quý vị trân trọng và kính mến, đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Phật tạo sớm hôm mẹ với con lớn, mất cả tổ thân về che chở đầy con. Có các ngày vui, ngày trọng đại như ngày hôm nay, không thể thiếu được những căn bậc sinh thành, những người làm cha, người làm mẹ. Vâng, đơn thể tía, nhà gái xin mời tú, lượng văn phóng mẹ, lượng thị riêng, xin được biết tình thông gia với nhà trai. Xin mời bố Lò Văn Hạc, mẹ Lò Thị Hòa. Vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để làm buổi lễ ra mắt cùng hai con. Tôi chọn kính mời. Dạ vâng, và xin tạ thể hôn cho Phật tàng phó tay thật lớn nữa để chúc phúc cho đại gia đình của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay được hoa quế đi. Hiện diện trên sân khấu tình yêu của chúng ta lúc này đây là đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể. Dạ vâng, về phía đoàn họ nhà gái có bố Lường Văn Phóng, mẹ Lường Thị Diên. Dạ vâng, và về phái đoàn họ nhà trai có bố Lò Văn Hằng, mẹ Lò Thị Hòa. Dạ vâng, và chính giữa đó chính là cô dâu và chú rể của chúng ta, cô dâu Thị Thu sánh diện cùng chú rể Đức Phương. Dạ vâng, dạ vâng. Và để bày tỏ tấm lòng của mình đến với toàn thể quý vị và khách quý trong buổi chiều hôm nay, dạ vâng, và mời xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng cúi một cái thật sâu để bày tỏ tấm lòng của mình đến với toàn thể quý vị và khách đã cùng trở về đây chung vui mừng trăm năm hạnh phúc cho hai con của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Dạ vâng, và một cái cúi xin được bắt đầu. Quý vị và hiện diện trên sân khấu của chúng ta lúc này đây là đại diện hai bên gia đình cùng của dòng bạch chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua bao nhiêu năm tháng, có vui có buồn, có những niềm vui sướng, có những nỗi buồn, có những giọt nước mắt, nhưng chú rể Đức Phương của chúng ta vẫn nắm chặt tay của dâu Thị Thư, không bao giờ buồn. Và để rồi hôm nay hai bạn đã cùng sum họp chúc mai. Kính thưa toàn thể quý vị, và những cánh thư, những lời mời của những
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và lời mời thắm tình của cô dâu Thị Thư sánh diện cùng chú rể Tự Phương cũng đã gửi đến toàn thể quý vị quan khách. Kính thưa toàn thể quý vị, và quý vị cũng đã cùng trở về đây. Dạ vâng, chúc phúc cho đôi bạn trẻ cùng năm 2023, tức là ngày 16 tháng 10 năm Quý Mão. Dạ vâng, gia đình họ nhà đái chúng tôi cũng đã long trọng tổ chức buổi lễ cầu nguyện mừng trăm năm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Trong buổi trưa ngày hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị cũng đã mất chút thời gian vào ngọc của mình để cùng trở về chung vui với gia đình, với cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, và đặc biệt là sự có mặt, sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị quan khách, không để toàn thể quý vị quan khách chờ lâu hơn nữa. Và ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ phù quy, buổi lễ đăng quang mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu Thị Thư sánh diện cùng chú rể Đức Phương. Đức Phương, Thị Thư, Thị Thư, Đức Phương, xin phép được bắt đầu. Kính thưa toàn thể hồi hôn, và vừa rồi là màn bắn pháo chúc mừng chính thức hai bạn đã cùng về chung một nhà, chung cha chung mẹ, chung chăn chung gối, chung một con đường, chung một ước mơ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và giờ đây hai bạn trẻ của chúng ta đã chính thức về chung một nhà. Dạ vâng, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị. Quý vị ơi, quý vị có thể cho đại gia đình của chúng ta một tràng vỗ tay chúc mừng được không ạ? Quý vị ơi! Dạ vâng, trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Tôi mong cho rau rỉ đời đời bình an. Dạ vâng, và ngày hôm nay, ngày đặc biệt, ngày trọng đại của các con, thì cũng không thể thiếu được những tấm lòng của các bậc sinh thành, của các anh, các chị, các bố, các mạnh. Dạ vâng, và món quà đầu tiên đến từ gia đình họ nhà gái chúng tôi. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời bố Lường Văn Thắng, mẹ Đường Thị Diên sẽ có một món quà đặc biệt ý nghĩa gửi đến cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, để có vốn để làm ăn. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Bình thường. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, và món quà tiếp theo đến từ gia đình bác. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Quân Hồng ạ. Dạ vâng ạ, trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời bác Quỳnh Thương, bác Quân Hùng, chú Quân Hùng. Chúng ta sẽ lên trao quà cho hai cháu trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, và món quà tiếp theo nữa xin được trân trọng kính mời. Món quà đến từ gia đình cậu Thư Dũng. Dạ vâng ạ, trân trọng kính mời ạ. Tiếp tục chương trình trao quà trong buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ ông Xuân Viên. Trân trọng kính mời. Vâng, và tiếp tục với chương trình tặng quà cho hai con và hai cháu chúng ta. Xin mời gia đình bác Vấn Tướng và gia đình bác Tỉnh luôn ạ. Xin mời trân trọng kính mời hai bên gia đình ạ. Và đặc biệt hơn nữa là xin mời anh trai của cô dâu ạ. Vâng,
Và món quà tiếp theo xin mời bác Dũng Thể với bác Thư Quỳnh cũng có món quà để tặng hai cháu ạ. Trân trọng kính mời. Và món quà tiếp theo xin mời gia đình bác Mạnh Tơm cũng có món quà thật là đặc biệt và ý nghĩa để tặng hai con. Trân trọng kính mời. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình dì Tâm Lương ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng món quà đến từ gia đình bác dì Lái ạ. Món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Duy Thái. Dạ vâng ạ, trân trọng kính mời. Dạ vâng, thật là đặc biệt, thật là ý nghĩa đúng không toàn thể quý vị? Dạ vâng, có những cảm xúc, có những nốt thăng, có những nước trầm trong buổi chiều ngày hôm nay. Có những giọt nước mắt hạnh phúc, có những nụ cười hạnh phúc đúng không toàn thể quý vị? Dạ vâng, và xin được thay mặt cho gia đình họ nhà gái, xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể, xin ông chồng cảm ơn những món quà thật là đặc biệt, thật là ý nghĩa của các gia đình, bác, cô, dì, chú, bác, anh, chị em. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn rất nhiều. Xin kính chúc các anh, các chị, các bác, các cô dì, chú bác chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn luôn sẽ là chỗ dựa vững chắc để cho chúng con, chúng em dựa vào. Trân trọng cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ vâng, còn gì đẹp trên đời đẹp hơn như thế? Hạnh phúc nào bằng không cười lứa đôi? Dạ vâng, và đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn là những món quà đến từ các anh, các chị, các cô dì, chú, bác. Vâng, hôm nay con đã theo chồng chút quà kỷ vật chúc Tơ Hồng thành đôi. Chút quà kỷ vật mà thôi, chúc cho gia đình đời đời an khang, tương lai hạnh phúc sum vầy, con đàn cháu đống mẹ thầy bình an, chúc cho quý vị cuộc sống an nhàn. Vâng, một lần nữa chúng con xin cảm ơn những cô dì, chú bác và các bố mẹ đã có món quà thật đặc biệt, thật là ý nghĩa để tặng cho con ạ. Xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng quý vị ơi, một tràng pháo tay để chúc mừng được không ạ, quý vị ơi? Dạ vâng, trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trở lại với tình yêu của đôi bạn trẻ thì để bày tỏ tấm lòng của mình, để chứng minh tình yêu cao cả của hai bạn. Dạ vâng, tạm thời chúng ta sẽ để những món quà đặc biệt, những món quà ý nghĩa của mình xuống bàn tiệc. Và giờ đây chúng ta sẽ quay lại với buổi lễ. Chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ rót rượu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể, xin lỗi toàn thể quý vị quan khách. Và... dạ vâng, mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ bước lên phía trước một bước ạ. Em cứ thẳng đi. Em cứ thẳng đi. Dạ vâng ạ, nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người đó chính là nghi lễ trao nhẫn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn và tình yêu của đôi bạn cũng ví như cái vòng tròn đó, không có điểm đầu và cũng sẽ không có điểm cuối đúng không toàn thể quý vị? Dạ vâng, sẽ chảy mãi theo thời gian. Kính thưa toàn thể quý vị, và sau đây mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta sẽ cùng đứng lên sân khấu tình yêu để chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ trao nhẫn. Dạ vâng, cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng quay mặt lại với nhau đi ạ. Dạ vâng, cô dâu thì thư xinh đẹp của chúng ta cũng sẽ đưa tay ra và cho chú rể đeo vào ngón áp út của mình đi ạ. Dạ vâng ạ, xin để trân trọng kính mời chú rể ạ. Vâng, và ngược lại thì chú rể cũng đưa cái ngón áp út của mình ra để cô dâu sẽ đeo nhẫn vào cho chú rể đi ạ. Dạ vâng, và như vậy là hai bạn đã chính thức về chung một nhà, chung cha chung mẹ, chung chăn chung gối, là tuyệt vời ạ. Tình yêu trân trọng kính mời ạ, anh mời hai bạn ạ. Dạ vâng, và ngay sau đây mời toàn thể quý vị còn khách chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình lên sân khấu
chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức rót rượu sâm banh với cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, chú rể chúng ta sẽ cùng kêu chai rượu đầu tiên đi ạ. Lắc thật mạnh nào chú rể Đức Phú ơi. Dạ vâng, mời chú rể chúng ta sẽ bật thật mạnh ly sâm banh mình. Dạ vâng, và tiếng nổ của chai sâm banh đầu tiên đã được vang lên ạ. Mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay dắt lên tòa tháp tình yêu ạ. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lùng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Và tiếng nổ của chai sâm banh ai đã được vang lên, mời hai bạn sẽ cùng dắt lên tòa tháp đi ạ. Dạ vâng, thật là tuyệt vời đúng không toàn thể quý vị? Xin mời hai bạn sẽ gió đa sau đi còn lại. Trẻ hồng lạc cảm duyên nồng, chúc mừng hạnh phúc tơ hồng thành đôi. Thân nhau nhấp chén ly bôi, tô son điểm phấn môi thêm hồng. Từ nay nghĩa vợ tình chồng, sẻ chia cây đắng mặn nồng cùng nhau. Lạy kín đều bất lúc sẻ thú, lạy chú liều bất lúc sẻ cùng cánh ẩn. Cùng cò bánh liền sẽ phú phả phần, cùng mày là liền sức võ lẻ lưng. Cái liền lụ phục trai, chứ mới lò ảy tà em nay. Mới phụ nữ chứ lại mới lò ảy, chú em già sống mới sống lòng. Sẽ nhận lấy ly rượu của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa tập thể hồi hôn, chúng ta cũng sẽ cùng nhớ ánh mắt của mình lên sân khấu. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức uống rượu giao bôi. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiến về phía trước hai bước nhỏ để chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức uống rượu giao bôi. Dạ vâng, và ly rượu trên tay giờ đây hai bạn đã chính thức về chung một nhà, chung cha chung mẹ, chung chân chung hối, chung ông chung bà, chung một con đường, chung một ước mơ. Dạ vâng, hai bạn sẽ cùng quay mặt lại với nhau đi ạ. Dạ vâng, mời hai bạn sẽ cùng thắt tay nhau để cùng nhấp chén rượu giao bôi. Dạ vâng, xin được chúc mừng cho hai bạn ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể hồi hôn, hòa chung với niềm vui, niềm hạnh phúc của đại gia đình của hai bạn đã cùng ly với, sẽ cùng cùng ly với gia đình của chúng ta đi ạ. Dạ vâng, tất lầy ngân chiều mắt sợ ổng mưu cái lếp bì nồng ơi. Và chuyện ý nọ, mình có rất là muộn ý muộn lại. Còn mình bì nồng có trắng ba sân ảo vi hai báo trà, vi na báo hù. Và cắn mắt tùm mắt tông, mắt trong phúc trong bốn sắc bóng lù lán hông mình các bà mở. Ở xung khỏi có bóng mi sẵn ở xưa tàn nào bố giá có thì. Còn chim ơi, lỏng trông bụt xung mải xung em xung bò xung mẹ lại con. Chén lò ha, để mở lò lết Pì Nồng ơi. Pì Nồng ơi. Chén lò ha, để mở lò lết. Tìm lò bây ơi đi. Pì Nồng ơi. Chén lò ha, để mở lò lết. Ha, tìm mắt nước Pì Nồng nữa. Hai sóng tưa nữa, ha, lò chốt bùn Pì Nồng nữa. Sao bây ai, bố em ra. Hải tá hôm nay hải OMO, hải lưu em bà, hải ai hao kỳ lỏng đi, hao hôn nào, mấy không khí thôi, con mẹ Pì Nồng đó. Thật sẵn sàng quý vị ơi. Thật chứ hồ là 1, 2, 3 rô 1, 2, 3 uống 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không quý vị. Thật sẵn sàng quý vị ơi. 1, 2, 3 rô 2, 3 uống Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng, mời đại gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cùng giơ ly rượu của mình lên thật là đẹp để nhà quay, nhà camera sẽ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta. Ai sạc thử mất nào đi? Ai sạc thử mất nào đi? Học thử mất nào đi? Rồi. Dạ vâng ạ. Sở mây bà mẹ Pì Nồng đi. Dạ vâng. Thôi phải lẽ là bố bố bảy tay bố bổ hòa đó. Lọ chốt bổ nắp Pì Nồng ơi. Sáng tươi đó Pì Nồng.